Xin chào anh em nhé. Anh em đây, con chim đang có hiện tượng đau mắt này. Thì các bác mua cái gói te chập đây. Thuốc mỡ trà mặt đấy. Thuốc bôi thuốc mắt của người. Các bác bôi vào ngày 2-3 lần. Này nha. Thuốc mỡ trà mắt của người. Đấy. Thuốc này dùng rất tốt cho chim bị đau mắt.